Hello, xin chào anh em Chào mừng anh em quay trở lại kênh youtube của mình Hôm nay thì mình có về thêm được Một mã mới cho anh em Đảm bảo anh em sẽ rất là thích cái mã này Đó là Sony XZS Anh em nhé Sony XZS thì bên em Với về được khoảng chục cây đủ màu Đen trắng nhiều Xanh vàng ít anh em nhé Sony XZS Hình thức của nó là 98-99% Thậm chí có những cây em đánh giá là keng nhưng mà so với anh em có những anh em khó tính thì anh em bảo 98 phần trăm thì em nhận 98 phần trăm anh em bảo 99 phần trăm thì em nhận 99 phần trăm nhưng mà em vẫn bán đồng giá thế thôi anh em nhé em bán cùng một giá thôi anh em muốn bảo 98 hay 99 hay khen cũng được tại vì em lô hàng này em nhập là hình thức đẹp em nhập hình thức đẹp đây anh em nhìn này. vân tay vẫn chưa phai màu này. chúng ta dùng rất ít nhé vân tay dòng Sony nếu mà uh, uh, chưa còn những cây mà chưa phai màu là chứng tỏ nó dùng rất ít tại vì vân tay này rất rất phai màu nhé. đó đây là bốn đen một trắng anh em Sony XZS con này nó là ram 4 g anh em nhé ram 4 g cơ đó bộ nhớ 32GB ram 4 g cơ trắng xanh vàng đen trắng đó hình thức thì bên em chỉ giảm báo là 9899 thôi chứ không báo khen em thật là nhiều anh em rất là khó tính báo khen thì cũng trả lại like được thêm đồng nào cả mở đến thì lại có một tí ti máy cũ mà có một tí ti trời xước hay là một tí ti gì đó thì anh em lại bảo là ôi thằng này báo ảo hay là như thế nào bên em chỉ báo trên tám chín phần trăm thôi anh em cảm thấy mua được thì anh em lên em mà anh em cảm thấy không mua được thì để dành cái cơ hội đó cho anh em khác bên em về đúng 10 cây Sony XZS RAM 4 g anh em nhé. Giá của nó là 2 ,1 triệu mốt anh em nhé. RAM 4 g cam rồi. Chụp ảnh ngon luôn. Đó. Anh em nào ưng ừ, cái mã này không? Mã này bên em là bản shop anh anh em nhé. Bản shop anh này. Anh em nhìn chữ shop anh không? ROM gốc của nó là shop anh này. Nhưng mà cái bản shop anh này bên em có thể up được lên ROM quốc tế anh em nhé. Chiều nay thì em sẽ cho... Uh, ông anh phần mềm ông ấy hỗ trợ em up lên rom quốc tế cho anh em dùng cho nó tiện lợi và thoải mái kể cả hình thức này không khác gì bản quốc tế cả bản số banh nó có chữ Xperia này bản quốc tế nó cũng sẽ thế còn không khác gì nhau cả anh em hiểu không nếu mà anh em mua ở bên khác ấy, thì bên họ sẽ báo là bản quốc tế luôn có thể họ bên họ sẽ báo bản quốc tế luôn tại vì anh em không thể phân biệt được phần mềm quốc tế rồi phần cứng quốc tế rồi thế anh em bảo anh em nhận biết kiểu gì đó anh em nhận biết kiểu gì anh em mua dùng thì anh em biết nhận biết kiểu gì nhưng bên em báo chuẩn là bên em nhập về bản shop anh đó bạn shop anh anh em nhìn này logo shop anh à Bản shop anh và chiều thì em sẽ nhờ ông anh phần mềm ông anh hỗ trợ phần mềm anh sẽ up rom quốc tế cho anh em tìm rom và uprom rom quốc tế cho anh em nên hôm nay hàng này em chỉ nhận chốt chứ em chưa gửi được nếu anh em nhanh tay thì chốt cho em và mai em gửi tại vì hôm nay em còn phải lên uh, rom quốc tế cho anh em nhé nếu anh em nào không thích rom quốc tế ok rom gốc của bạn số anh em gửi luôn trong ngày hôm nay đó em về chỉ được 10 cây thôi giới hạn chỉ được 10 cây thôi anh em nào ưng thì liên hệ qua zalo hai hai số điện thoại công khai giá bên em cũng là công khai anh em nào ưng thì anh em mua chứ bên em không mập mờ ví dụ như báo giá một eh, triệu xxx cây là hai chưa trên 2 triệu một tí hay là dưới 2 triệu hay là trên một triệu bên em không không bán như thế anh em nhé đó anh em ưng thì cái mã này em nghĩ là nhanh hết á có 10 cây thôi anh em nhanh tay thì còn nhá đây hôm nay về được thêm ba cây nốt FE anh em nhé ba cây nốt FE thì em nói thật anh em là hôm qua 5 cây bên em bán hết sạch có những khách nhà hàng người ta đặt trước rồi nên bên em bán rất là nhanh hôm nay về được 3 cây đó về được 3 cây hình thức thì bên em cũng chỉ báo tầm độ con này là 98 99 phần trăm anh em nhé có những chỗ xước ví dụ như kính nó có chỗ nó hơi xước một tí đấy có có chỗ nó hơi xước một tí kính hoặc viền các loại các, các thứ anh em phải thông cảm vì nó là máy cũ anh em nhé không phải máy mới đâu máy mới thì anh em mới đòi hỏi cao chứ máy cũ này thì tất nhiên là ví dụ anh em dùng giữ đến đâu thì giữ nó cũng phải có một hai vết trời nhỏ đó cái đó anh em phải thông cảm đó ôi ôi anh em uh, xem cho em cái đống 5g này cái cha khi trước khi em nhập 5g này có rất nhiều anh em bảo mua 5g 5s em nhập về thì không thấy anh em nào mua anh em anh em ủng hộ em uh, em nhập có 5 cây thôi hai cây trắng hai cây đen một cây là lên vỏ 5s mà màu gold anh em ủng hộ em giá một triệu nhé thì uh, sau cái lô này chắc em không nhập 5g nữa đó em không nhập 5g nữa bán thứ nhất là bán vừa chậm thứ hai là hàng nó cũng lâu ngày quá rồi sợ anh em lại chê đó một triệu nhá 5g anh em nhé 16g bản quốc tế nhá bên khác bán 5C các thứ bạn 8 g giá giá còn đắt hơn cả 5G 16 g anh em nhé. Đó. Tiếp theo Samsung J3 Pro. J3 Pro thì bên em còn 3 cây. Hai xanh một đen. Anh em ủng hộ em giá 1 triệu 550 anh em nhé. Hình thức đẹp không anh em? nó cũng bên em cũng cây này bên em chỉ báo chín tám chín thôi không dám báo keng đâu anh em uh, anh em mua thì em sẽ chụp ảnh cho anh em nha anh em nhé chụp ảnh cho anh em chi tiết cho anh em anh em ưng thì anh em mua không mua ưng thì thôi anh em vẫn vui vẻ nhá gì bảy bờ hay gì cũng là on vậy này như bảy bờ bản hàn anh em nhá không phải là bản việt đâu samsung bên em là bản hàn không phải bản việt đâu di bảy bờ bản hàn thì còn được gọi là on bảy anh em ạ Giá của nó là 1 ,9 triệu 9 anh em nhé Con này pin thì cho bò luôn Màn không rộng Pin con này em nhớ là Trước em làm marketing em nhớ là Pin nó 3 nghìn hay 3 nghìn Em cũng không, không, không nhớ rõ Nhưng pin con này dùng rất là cho bò Đó Đây là ni lông anh em nhé Ni lông bọc nhé Anh em nếu mà mua thì Em bóc ni lông em lau thì, 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 thì bóng loáng luôn Nhưng mà em vẫn chỉ báo 98-99% anh em nhé Đây có cây nó trời trước này rồi anh em lại chê đó cũng chỉ báo trên tám chín phần trăm thôi chụp ảnh anh em anh em ưng thì lấy công ưng anh em vui vẻ đợi kèo khác hoặc là ủng hộ xem video là vui lắm rồi đó bảy hai đen hình thức uh, cái này chắc tầm đội chín sáu phần trăm cái này em bán bốn triệu mốt anh em nhé là tiết ok anh em nhé bốn triệu mốt đó đây xz đây anh à. xz nhá không phải xzs nhá xzs đây nhá XZ. bên em uh, cũng có một vài cây thôi xấu anh lấy cho anh em hình thức tầm độ 95 anh em nhá hình thức tầm độ 95 em báo thẳng là xấu nhớ anh em nhá giá của nó là 1 triệu 500 50 nghìn 1 triệu 550 nghìn anh em nhá còn anh em nào uh, thích đẹp với cả cấu hình ram 4g con này là ram 3 gb anh em nhá cấu hình ram 4g thì anh em mua xzs này đem về chục cây thôi cái này là 2 triệu 1 Cái này là 1 triệu 550 Đó à, Sony Z5 anh em nhé Hình thức cũng khá đẹp Z5 Đó Đấy, Bẩn chữa lào lỗi lỗ, này vân tay cũng có cây bạc cây không hình thức bên em báo 98 96 uh, đến 98 phần trăm nhé anh em nhé Giá của nó là 1 triệu 250 RAM 3GB, bộ nhớ 32GB Sony Z5 Bạn Docomo Bên em sẽ xóa hết áp giác và cài đặt cố gọi cho anh em APN thì cài đặt mạng ấy, Cài đặt 3G ấy. Thì bên em đã có video hướng dẫn chi tiết trên Youtube rồi Thì anh em lên đấy cài đặt thôi Đơn giản mà một phút là xong Nhanh anh em nhé Ok Sony X Performance mình thì em chỉ cầm ba cây thôi, nhưng mà trong kho thì nhiều lắm. Em chỉ cầm ba cây ra giới thiệu cho anh em. Kho lúc nào em cũng sẵn. Em đủ buôn mấy dòng Sony mà. À, Sony mình bên em bán giá 1 triệu ba trăm năm mươi nghìn anh em nhé. Đó, anh em nào ưng thì lấy. con này cũng ram 3 ghi, buôn nhớ ba hai ghi, nhưng mà chip của nó nhịn hơn rất là một chút. Nó chip snap tám hai mươi. Đó, anh em nào ưng thì để lại số điện thoại hoặc là Thôi không để lại số điện thoại đâu số điện thoại thì số điện thoại anh em bình luận thì lộ người ta nháy các kiểu với cả bên em cũng không gọi được tốt nhất là anh em nhắn tin qua zalo là nhanh nhất nhá tại vì khi gọi điện cho em ấy nhiều người gọi xem máy bận anh em nhắn tin qua zalo thì bên em sẽ có người trả lời anh em luôn nhá và tư vấn anh em chi tiết thôi cuộc gọi thì em nói thật với anh em là không phải là em hỗn láo anh như nào nhưng mà khi anh em ở miền hoặc là miền trong gọi thì có những anh em nói tiếng địa phương em có những từ ngữ em không thể hiểu được anh em cũng thông cảm đó đó là tiếng địa phương của anh em. em em không thể hiểu được em hỏi đi hỏi lại một hai lần thì thực sự là nó hơi ngại tại vì anh em nói như thế mà em không hiểu được nên anh em thông cảm giúp em anh em nhắn tin cho em qua zalo em sẽ tư vấn cho anh em nhiệt tình chi tiết anh em nhé còn cuộc gọi thì thực sự là cũng có nhiều anh em gọi nhưng mà uh, bên em máy bận Tại vì người này gọi người kia đè lên, bên em không thể ấy được hết Anh em nhé Hôm nay thì bên em chỉ giới thiệu cho anh em thế thôi Còn anh em nào ưng 응, thì liên hệ bên em nhé 0368602222 Giá thì bên em công khai trong video và công khai ở phần mô tả, phần bình luận anh em có thể vào đấy tham khảo giá chi tiết anh em nhé. Ở Sony XZS này. Làm 4GB. Giá 2 ,1 triệu 1. Quá đẹp luôn. Xin chào tạm biệt anh em nhé.